Khóa học kế toán tổng hợp thương mại dịch vụ nhập khẩu là một hoạt động bao gồm nhiều khâu, có nhập khẩu và có cung cấp về mảng dịch vụ. Đòi hỏi kế toán cần phải biết được cách cân đối doanh thu của từng hợp đồng dịch vụ, tránh hạch toán sai vào các bút toán liên quan đến nhập khẩu hàng hóa. Khóa học này sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán trong công ty gồm hai lĩnh vực, thành thạo được mọi nghiệp vụ, hoàn thiện được các hồ sơ kê khai hải quan, chứng từ xuất nhập khẩu, kiểm kê hàng hóa và mục đích cuối cùng là lập được báo cáo tài chính, phân tích xử lý toàn bộ các tình huống trong công ty thương mại dịch vụ nhập khẩu. Hãy cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học. Sẽ được chia làm 3 nội dung chính, bao gồm các nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ. Nội dung thứ hai liên quan đến hạch toán các hóa đơn phát sinh trong kỳ đối với công ty thương mại dịch vụ nhập khẩu. Và nội dung thứ ba liên quan đến báo cáo cuối năm. Trong phần nội dung đầu kỳ, các bạn sẽ được đi tìm hiểu về cách bàn giao sổ sách của kế toán cũ, nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty. Thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm. Hướng dẫn việc so sánh kiểm tra đối chiếu sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết các tài khoản trên báo cáo đầu kỳ. Ở nội dung thứ hai, các bạn sẽ được làm trên các chứng từ thực tế của công ty thương mại dịch vụ nhập khẩu. Hướng dẫn việc cách hạch toán đối với công ty gồm hai mảng là thương mại dịch vụ. Cách đối chiếu các báo cáo chi tiết giữa doanh thu bán hàng và doanh thu của mảng dịch vụ lắp đặt. Hướng dẫn cách hạch toán các tờ khai hải quan, chi phí trước hải quan và chi phí sau hải quan cũng như phân bổ các chi phí. Hướng dẫn cách đọc các số liệu trên tờ khai, xử lý đối với các số liệu không khớp thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu và thuế nhập khẩu, hạch toán các hàng hóa nhập khẩu lưu kho. Hướng dẫn hạch toán các nội dung liên quan đến mua công cụ, dụng cụ và tài sản cố định, hạch toán các nội dung liên quan đến tiền lương và trích các khoản bảo hiểm xã hội, cân đối các công nợ phải thu, phải trả, các dòng tiền và cách xử lý đối với trường hợp dòng tiền bị âm, đánh giá chênh lệch tỷ giá, ngoại tệ vào cuối năm, thực hiện việc lập tờ khai hàng quý, bao gồm lập tờ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Hướng dẫn việc thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Hướng dẫn lập kỳ tính giá thành, phân bổ chi phí, cũng như nghiệm thu giá vốn đối với mảng dịch vụ. So sánh giữa doanh thu và giá vốn đối với từng hợp đồng. Ở nội dung thứ 3 là các công việc liên quan đến cuối năm. Trước khi chúng ta lên một báo cáo tài chính thì chúng ta sẽ phải thực hiện kiểm tra lại các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản và kiểm tra lại các tỷ trọng trong báo cáo, cân đối lại các số liệu trước khi nộp báo cáo tài chính, kê khai và nộp trên trang thuế điện tử, hướng dẫn thực hiện nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thực hiện việc in sổ sách, lưu giữ nội bộ và các kinh nghiệm liên quan đến thanh tra quyết toán thuế. Đó là các nội dung chính khi chúng ta tham gia vào khóa học kế toán tổng hợp thương mại dịch vụ. Trong giáo trình của kế toán Việt Hưng thì các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học, bao gồm hình thức lớp tập trung, lớp online một giáo viên kèm một học viên. Và đặc biệt là tất cả các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online trang web kế toán việt hưng.com. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ lúc này. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học kế toán bằng cách liên hệ đến hotline số 0988680223.